đổ tiền năm hai. Như vậy là sau khi vòng về rốn thì ghe Quảng Vinh đã phạm quy. Ban tổ chức đã thông báo cho ghe Quảng Vinh dừng lại, không biết ghe này sẽ xử lý như thế nào. Ban tổ chức vẫn liên tục yêu cầu ghe Quảng Vinh dừng lại, nhưng ghe này vẫn tiếp tục đua. Xin mời bà con cảm kết chuẩn bị được tới sáng ngày 10 tháng 12 xin mời bà con cảm kết chuẩn bị được tới sáng ngày 10 tháng 12 xin mời bà con cảm kết chuẩn bị được tới sáng ngày 10 tháng 12 xin mời bà con cảm kết chuẩn bị được tới sáng ngày 10 tháng 12 xin mời bà con cảm kết chuẩn bị được tới sáng ngày 10 tháng 12 xin mời bà con cảm kết chuẩn bị được tới sáng ngày 10 tháng 12 xin mời bà con cảm kết chuẩn bị được tới sáng ngày 10 tháng 12 xin mời bà con cảm kết chuẩn bị được tới sáng ngày 10 tháng 12 xin mời bà con cảm kết chuẩn bị được tới sáng ngày 10 tháng 12 xin mời bà con cảm kết chuẩn bị được tới sáng ngày 10 tháng 12 xin mời bà con
Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại.
kém tới chân đi một tới sáu ngàn một ly mười ngàn xin mời bà con kém tới chân đi một tới sáu ngàn một ly mười ngàn xin mời bà con cùng tổ chức kém tới chân đi xin mời bà con kém tới chân đi một tới sáu ngàn một ly mười ngàn xin mời bà con cùng tổ chức kém tới chân đi xin mời bà con kém đẹp nhá. Ok, chia tay nhá. Em tên gì nhỉ? Dạ em Ngọ. Ngọ à? Dạ. Anh là Học nhá. Dạ. Cái Facebook nhá. Dạ. Kém tới cho đi một cái sáu ngàn một ly một ngàn xin mời bà con cùng tổ thức kém tới cho đi. Bán được xin thông báo với bà thử là vinh bà lực lượng để mình có một đi vào xin mời bà con cùng tổ thức kém tới cho đi. Kém tới cho đi một cái sáu ngàn một ly một ngàn xin mời bà con kém tới cho đi một cái sáu ngàn một ly một ngàn xin mời bà con cùng tổ thức kém tới cho đi. Xin mời bà con kém tới cho đi một cái sáu ngàn một ly một ngàn xin mời bà con cùng tổ thức kém tới cho đi. Xin mời bà con kém tới chú đi một cái sáu ngàn một ly mười ngàn xin mời bà con cùng tổ chức thức kém tới chú đi. Kém tới chú đi một cái sáu ngàn một ly mười ngàn xin mời bà con kém tới chú đi một cái sáu ngàn một ly mười ngàn xin mời bà con cùng tổ chức thức kém tới chú đi. Gà con Phước hiện tại đã vong về ruộng thành công để về đất. Tiếp theo là gà của Quảng An và gà của Quảng Thọ cũng đang cạnh tranh nhau để vong về ruộng. Kém tới cho đi một cái sáu ngàn một ly mười ngàn xin mời bà con kém tới cho đi một cái sáu ngàn một ly mười ngàn xin mời bà con cùng tổ chức thức kém tới cho đi. Kém tới cho đi một cái sáu ngàn một ly mười ngàn xin mời bà con cùng tổ chức kém tới cho đi. Kém tới cho đi một cái sáu ngàn một ly mười ngàn xin mời bà con cùng tổ chức kém tới cho đi. Kém tới cho đi một cái sáu ngàn một ly mười ngàn xin mời bà con cùng tổ chức kém tới cho đi. Kém tới cho đi một cái sáu ngàn một ly mười ngàn xin mời bà con cùng tổ chức kém tới cho đi. Kém tới cho đi một cái sáu ngàn một ly mười ngàn xin mời bà con cùng tổ chức kém tới cho đi. Kém tới cho đi một cái sáu ngàn một ly mười ngàn xin mời bà con kém tới cho đi một cái sáu ngàn một ly mười ngàn xin mời bà con nhất đồ tiền đàn thứ hai nghe Quảng Phước. Kém tới cho đi một cái sáu ngàn một ly mười ngàn xin mời bà con.